Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang khẩn trương gửi giấy khen qua đường chuyển phát nhanh và gửi tiền thưởng theo quy định qua tài khoản của các sở y tế tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các trường học, tất cả sẽ hoàn thành trong tuần này. Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí cho 40.000 nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sở Y tế đã hoàn thành danh sách nhưng thiếu kinh phí thực hiện, dự kiến khoảng 19 tỷ đồng. Mới đây, tại hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã nhận lỗi vì các sở ngành cứng nhắc khiến cho việc khen thưởng 40.000 nhân viên y tế hỗ trợ thành phố chống dịch bị chậm. Ngày hôm qua 11 tháng 7, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo khẩn các sở ngành nhanh chóng thực hiện khen thưởng tuyến đầu chống dịch COVID-19.